Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đến với bản tin thời tiết nông vụ ngày 26 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, khoảng chiều tối và đêm nay ở tầng thấp có một bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao được thiết lập nên mưa dông xuất hiện trên diện rộng. Ở khu vực vùng núi, cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa và mưa to. Sang đến ngày mai, mưa dông vẫn còn duy trì. Trong cơn dông có thể kèm theo những hiện tượng cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần chú ý đề phòng. Nhiệt độ giảm dần, cao nhất ban trưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 29 đến 32 độ, ở phía Tây Bắc Bộ là trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Riêng khu Tây Bắc cục bộ có nơi còn nắng nóng với mức nhiệt trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Với khu vực Trung Bộ, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng có biến động. Vùng hội tụ gió với những dải mây dông xuất hiện gây mưa rải rác cho khu vực này, đồng thời nắng nóng cũng chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng 31 cho tới 34 độ. Trong khi đó, quá trình hoạt động yếu của vùng áp thấp nóng phía Tây cũng làm suy giảm cường độ của hiệu ứng phơn, nên mức độ nắng nóng giảm bớt sự gay gắt ở các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Phú Yên. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi trên khu vực này, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng 34-36 độ, có nơi trên 37 độ. Còn các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nắng vừa phải, với mức nhiệt cao nhất từ 31 cho tới 34 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Trong đó, cường độ nắng nóng mạnh vẫn tập trung nhiều ở miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động quanh ngưỡng là 34 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn đối với các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng từ 33 cho tới 36 độ. Cục bộ có một số nơi xuất hiện nắng nóng trên 36 độ. Riêng tại Ayunpa của Gia Lai là nơi nắng nóng xuất hiện gay gắt nhất, với nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua đạt tới 38,8 độ. Đến chiều tối có thể mây đối lưu phát triển gây mưa dông cục bộ. Bà con cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm ở khu vực này. Thưa bà con, thời tiết tại các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đắk Lắk những ngày này càng khắc nghiệt. Nhiều ao hồ, suối giếng khô cạn, hàng nghìn hecta cây trồng khô héo chết dần. Người dân phải vét từng giọt nước để cứu cây, cứu mình. Trước tình hình đó, để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước cho cây trồng, đặc biệt những cây có giá trị kinh tế cao như là cà phê và hồ tiêu, bà con cần lưu ý áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê và hồ tiêu đúng thời điểm, đủ lượng nước cần thiết, chủ động dự trữ nguồn nước bằng cách đào ao tại những nơi không có nguồn nước thủy lợi. Trồng cây che bóng phủ đất cho cà và hồ tiêu, nên chọn loại cây ăn quả để trồng làm cây che bóng thích hợp với hai cây trồng này. Tủ gốc tiêu và cà phê bằng rơm rạ. Bà con bón bổ sung thêm phân hữu cơ, vô cơ để tăng độ ẩm và giữ phân trong đất và tăng cao khả năng chịu hạn cho cây. Tỉa cành và nhánh nhằm hạn chế tình trạng thoát hơi nước. Bà con nên kiểm tra vườn thường xuyên, tiêu diệt ngay mầm bệnh khi vừa mới chớm cho cây có sức chống chịu với điều kiện khí hậu khô hạn. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu Tây Bắc, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất trong khoảng 30 cho tới 33 độ. Riêng khu Tây Bắc là 33 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi đêm có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 đến 32 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 31 cho tới 36 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho tới 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, ở phía Bắc có nắng nóng với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, ở phía Bắc 34 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 33 đến 36 độ.
Đến với các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34 đến 37 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.